Mời các bạn đến với nhà thi đấu Huyện Đức để xem giải Vô Nam học sinh Hội Khỏe Phù Đồng lần thứ 10 của thành phố Hà Nội năm 2020. Của trọng tài vào làm công tác nhiệm vụ trận đấu. Trọng tài đài đang gọi võ sĩ góc đài đỏ và được kiểm tra găng giáp. Hai võ sĩ vào sân. Trận đấu bắt đầu. Tốt, xanh ra cú đấm vừa rồi và một cú đòn đá. Tốt, một đòn chân phải góc trí có đài xanh. Tiếp hiệp. Còn nhiều trận không? Đúng trận rồi. Đúng trận rồi. Đánh chung kết chưa? Chưa đánh không? Tốt, một đòn tay phải hiệu quả và tiếp có chân phải của mình hiệu quả của võ sĩ có đài xanh. Xanh đã chạm tay sàn rồi. Xanh cá. Đỏ ngã. Trận đấu tiếp tục. Xanh đang thách thức đỏ. Xanh đang vỗ vào giáp. Tốt. Cả hai đều có đòn đánh hay vừa rồi. Hết giờ. Trận đấu tiếp tục hiệp tiếp theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp theo. Trên hô Đan Phượng cố lên đi. Đan Phượng cố lên. Cứ hô lên. Đan Phượng. Hô lên. To lên. Thôi tí nữa thầy ạ, tí nữa đánh thôi. Tiếp tốt, xanh ra đòn hay quá, đòn đá đánh đấm thay tay của mình. Ôi có một kết quả. Xanh thắng 5-0.